Xin chào mọi người và mình là Tạ Hồng Thái, tới từ V-Hunter Entertainment. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một số động tác cơ bản của bộ môn shuffle dance. Mọi người cùng đón xem nhé. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với động tác số 3 là động tác quick roll. Trước tiên chúng ta hãy cùng vào một số động tác bổ trợ sau. Bước 1, bật tan chéo vào chân phải đằng trước. Bước số 2, bật trở về vị trí thăng bằng. Bước số 3, bật tan chéo chân trái về đằng trước. Và bước số 4, trở về vị trí thăng bằng. Tương tự, chúng ta làm liền thủ tỉ sẽ thu được bài bổ trợ. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau khi tập xong bài bổ trợ, chúng ta hãy cùng đến với động tác quick roll như sau. Bước 1, chúng ta vẫn giữ nguyên tan chéo chân phải đằng trước. Bước số 2, khi mà tách ra thì chân trái chúng ta sẽ nhấc lên, chân trái nhấc lên. Tiếp tục bước số 3, chúng ta tan chéo. Và bước số 4, khi mà tách ra thì chúng ta nhấc chân phải lên. Tương tự 5, 6, 7 và 8. Khi làm liền với nhau chúng ta sẽ thu được động tác quick roll như sau. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta có thể tăng tốc hơn một chút. 5, 6, 7 vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đây là khi chúng ta làm liền với nhau và chúng ta làm với tốc độ nhanh hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với nhạc nhé. Hunter Entertainment.